Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, đơn vị đã nhanh chóng nắm bắt thông tin đăng trên báo Tiền Phong phản ánh về thực tế bữa ăn của các tuyển thủ trẻ quốc gia lèo tèo, có dấu hiệu bị bớt xén. Để xác minh thông tin, chiều ngày 3 tháng 10, Cục Thể dục Thể thao đã yêu cầu các bên liên quan bao gồm đại diện khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, ban huấn luyện đội tuyển và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn dự cuộc họp. Tuy nhiên, lãnh đạo khu liên hợp và đại diện bếp ăn đều vắng mặt. Theo ông Bùi Xuân Hà, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, kể từ khi được giao về khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình để ăn ở, luyện tập, đội tuyển bóng bàn trẻ đã ăn uống ở bếp ăn của khu liên hợp. Hàng tháng, sau khi nhận tiền ăn 320.000 đồng một người một ngày từ trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn, ông Hà giao cho bộ phận bếp ăn 270.000 đồng một người một ngày, 50.000 đồng giữ lại để mua nước, thực phẩm chức năng để phục vụ cho hoạt động huấn luyện. Bản thân tôi cũng thấy những bữa ăn này còn đơn giản quá. Tôi cũng đã nhiều lần đấu tranh, ý kiến với bộ phận bếp ăn, nhất là với chị Quỳnh người phụ trách bếp ăn. Hàng tháng giao tiền ăn cho bộ phận bếp ăn, không có hợp đồng hay ký nhận gì. Bữa ăn này thì chắc chắn là do bên lãnh đạo khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình chỉ đạo, ông Hà cho biết thêm. Sau phản ánh của Tiền Phong, bếp ăn của khu liên hợp đã tạm đóng cửa. Ông Hà và các tuyển thủ trẻ phải ăn uống bên ngoài. Trao đổi với đoàn công tác, ông Hà cho biết từ tháng 4 năm 2023 đến nay, việc thu tiền của các tuyển thủ trẻ hàng tháng là để tiết kiệm cho các cháu. Một cuốn sổ tay ghi chép số tiền hàng tháng và danh sách các vận động viên trẻ được ông Hà gửi lại đoàn.